Rồi, kẹp ra hay. Đẹp lắm. Hey, mấy ca. Để cho nó nhìn cái là mặt là nét căng. Ê, về phía đằng này. Cho nó quay đầu rồi. Đây, em đứng ở phía đằng này để cho con cái nó quay là con đực nó đứng nó không có. Giờ đoán đúng ánh mặt trời.